tại tờ trình gửi Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về đề án thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, nhu cầu sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố của các tổ chức, cá nhân rất lớn nhưng hệ thống hạ tầng giao thông chỉ đáp ứng một phần. Do đó, việc ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố là phù hợp và cần thiết. Việc thu phí nhằm đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý, đảm bảo công bằng, bình đẳng giữa các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố, đồng thời công khai, minh bạch trong công tác thu, nộp, quản lý và sử dụng nguồn thu phí, góp phần đảm bảo giao thông an toàn, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, cũng như khai thác hiệu quả và có thêm kinh phí để bảo trì lòng đường, hè phố. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề xuất mức thu phí sử dụng tạm thời một phần vỉa hè để kinh doanh từ 20.000 đến 100.000 đồng một mét vuông một tháng. Phí sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường để trông giữ xe từ 50.000 đến 350.000 đồng một mét vuông một tháng, tùy khu vực. Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, hiện toàn thành phố có hơn 600 tuyến đường rộng trên 9 mét. 1.143 tuyến đường có vỉa hè rộng từ 3 mét trở lên có thể cho thuê để trông giữ xe và phục vụ kinh doanh. Nếu thành phố Hồ Chí Minh cho thuê hết các điểm này thì sẽ thu được hơn 1.500 tỷ đồng mỗi năm, nộp toàn bộ vào ngân sách thành phố nhằm mục đích duy tu, bảo trì lòng đường, hè phố.